hàng kìa em ơi. Cho anh ý ký sổ nhá. Hai mọi người. Hello, hello. Hole, hole. Hai mọi người, em phải sửa lại cái này. Em phải sửa lại cái này và rất thành thật xin lỗi mọi người. Em mới có check lại. Em mới có check lại cái sản phẩm bên em và nhân viên đã bị làm sai. Cho nên là bây giờ tiến hành là sẽ phải sửa lại. Thì em sẽ update những cái thông tin mà em sửa lại như sau. Cho chị một cái máy tính của chị đi, cho một laptop của chị. Sao không có ấy à? Không có mua ghế ngồi. Lấy ghế của bạn kia rồi. Xong chưa? Dạ xong rồi chị. Rồi ok. Cảm ơn em. Rồi ok, em rất là xin lỗi, có một cái thông báo với mọi người là như thế này ạ. Tức là nhân viên bên em nhân viên bên em hiện tại là, tức là cái hôm trước em có làm livestream ạ, là để review về cái sản phẩm, và bên em có đưa ra một vài cái sản phẩm, trong đó có bao gồm cái cọ rửa mặt này. Cái cọ rửa mặt này ạ. Và hôm đó là nhân viên báo giá cho em là, hôm đó bọn em báo là bao nhiêu đây hả mấy đứa ơi? Cái cọ này này 100 ngàn. Tức là đã báo giá là 100 ngàn. Nhưng mà mọi người ơi, hôm nay em mới check lại. Tại vì thật ra là em cũng bận ấy, cho nên là cái việc từ cái việc làm website, làm website này, viết bài này, lên giá sản phẩm này, cũng như là update các tất cả các cái phần mềm cho nó khớp nhau. Ví dụ như là ở cửa hàng thì bên em sẽ có những cái bảng giá như thế này. Bảng giá thì sẽ được thống nhất cùng với lại website, cùng với cái hệ thống bán hàng online, cái phần mềm bán hàng online ấy, thì ba cái hệ thống này sẽ phải khớp nhau. Tuy nhiên trong lúc vì bọn em là cái cửa hàng mới cho nên là nhiều khi nó sẽ bị sai sót, và cái sai sót đầu tiên mà hôm nay em mới phát hiện ra, tức là cái sản phẩm này hôm trước các bạn có báo giá với em là 100 ngàn, tuy nhiên là các bạn đã sai từ cái khâu mà khi mà cái giá nhập hàng về ấy, là các bạn đã sai rồi. Cái giá này ở web bên hàng, giá chính thức của nó là 25 ngàn won, và em có được cái chiết khấu tốt, nhưng mà các bạn đã nhầm cái sản phẩm này sang cũng một cái sản phẩm khác, cũng là tên cũng là của Natural Republic. Cái sản phẩm nó là cái dạng dài như thế này, và cái sản phẩm đó thì nó rơi vào là em rất là mệt, nhưng mà em vẫn phải lại nói lại với mọi người, tại vì là cái này khi mà nó sai sót ấy, thì rất là mong mọi người bỏ qua, và bên em cũng đang trong cái quá trình hoàn thiện nên sẽ có một vài cái lỗi nhỏ, nhưng mà nếu mà sai sót chỗ nào thì bên em sẽ thông báo lại với mọi người để cho tránh cái trường hợp mà mọi người sẽ cảm thấy là ô sao bữa trước nó là 100 ngàn, bây giờ nó lại không phải như vậy. Cái này bên em đã nhầm sang một cái sản phẩm khác tên là Pore Cleansing Brush, nó cái giá niêm yết ở website của nó là 5 ngàn won. Còn cái này còn cái đó là cái dài ấy ạ, cái dạng dài ấy ạ. Còn cái này là cái là sản phẩm của nó tên là Brush Pore. Nó khác thêm một chữ là có cái chữ brush này. Và cái sản phẩm kia thì nó là dạng dài và nhỏ hơn, nó là chỉ dành cho cái phần mũi này thôi, còn cái này là rửa cả mặt. Thì cái này của nó giá niêm yết của nó là 25 ngàn won và nó sẽ rơi vào, và bên em có chiết khấu đi thì là hiện tại là nó sẽ rơi vào là 410 ngàn, về tới tiền Việt Nam là 410 ngàn. Bên em có chiết khấu rồi, cái sản phẩm này em lãi được có mấy chục ngàn của mọi người thôi, thì nó là 410 chứ không phải là 100 ngàn như hôm trước. Đúng rồi, vì bên em làm sai cho nên em phải nhận những cái sai này, và cái sai này thì bên em sẽ đang tiến hành sửa đổi rồi, và những cái sai này thì dĩ nhiên là nhân viên làm sai thì em sẽ phải check lại, và nếu mà nó sai thì em sẽ phải thông báo với mọi người là nó bị sai như vậy đấy, để những cái người sau á, tại vì hiện tại là những cái sản phẩm này bên em đã bán ra rồi, và em bán rất là nhiều rồi, thì vì nó hết hàng rồi thì em bắt đầu em mới nhập lại hàng, thì khi em nhập lại hàng em mới tá hỏa ra là đã bị nhầm tên của sản phẩm, tức là khi nhập về các bạn không biết tiếng Anh cho nên là các bạn cứ thấy là nó cùng cái tên là
pore cleansing cleansing brush, và nó không có cái chữ brush ở đầu tiên để mọi người không nhìn cái chữ đó, mọi người chỉ nhìn cái này, vì hai sản phẩm nó có tên giống nhau, nó chỉ khác nhau có một cái tên này thôi, và nó cũng là đều là cái cọ, thì cái cọ kia nhỏ hơn và dài hơn. Và nhân viên nhập hàng về đã bị, tức là khi mà điền giá cho em ấy là đã bị sai, thì tới khi hôm nay bắt đầu thì em bán hết hàng rồi. Cái sản phẩm mình dùng rất là thích, dùng rất là thích, và khách sau khi khách mua xong thì khách lại review cho bạn bè mua, thì dùng thích xong rồi bắt đầu bây giờ hết hàng rồi, chỉ còn duy nhất vài sản phẩm thôi thì em mới nhập hàng. Thì em nhập hàng em mới táo hỏa ra là cái sản phẩm này đã bị sai giá, và từ hôm trước tới giờ em bán coi như là em lỗ luôn á. Mỗi một sản phẩm em lỗ mấy trăm ngàn, mà thôi không sao, thật ra là nói chung là cũng không có được happy, không có được vui lắm, nhưng mà thật ra là trong làm ăn buôn bán thì sẽ có những cái rủi ro, và sẽ có những cái mà mình không thể check hết được, thì sai tới đâu thì mình sửa tới đó thôi, sai thì sửa, chữa thì đẻ thôi, không có vấn đề gì hết. Thì em cũng chỉ muốn thông báo lại với cái mọi người là cái sản phẩm này của bên em đã bị sai sót, và bên em xin nhận về cái việc là bị sai sót, và bên em sẽ phải fix lại giá của sản phẩm nha mọi người. Đúng là từ hôm nọ giờ bán cái sản phẩm này là em lỗ, mỗi một sản phẩm bán ra là em lỗ mấy trăm ngàn, thôi chết luôn đấy. Tại vì mọi người mua nhiều quá cho nên đâm ra em đang phải order thêm hàng ở bên kia về, và em giật mình luôn, tại vì cái tiền em order về nó còn gấp mấy lần cái tiền mình bán ra. Em giật mình, em bảo tại sao lại như vậy, thì hóa ra là nhân viên của em đã làm sai. Dạ, cái sản phẩm này là cái cọ rửa mặt nha mọi người, cái cọ rửa mặt của Natural Republic, lông rất là mượt, loại nào dưỡng trắng da hiệu quả, có dưỡng trắng da thì có chị ơi, còn những cái sản phẩm dưỡng da, em ơi cho chị mượn cái bộ của Natural Republic, cái bộ dưỡng da làm sáng da. Nga, trả lại em sản phẩm này. Cái này chắc sửa lại đi nha. Bây giờ phạt nhân viên không chị? Bây giờ là như này này, cái đội ngũ nhân viên thì chị ơi, như này em nói thật, phạt thì cũng không thể nào mà giải quyết được cái vấn đề là bây giờ bên em đã bán hàng ra cho khách và em đang chịu lỗ. Thật ra thì em làm việc cùng với nhân viên thì cái tiêu chí của em như thế này, sai cái lần đầu tiên á, ai cũng mắc lỗi lầm, bản thân em cũng sẽ có lúc em bị mắc lỗi lầm, cho nên nhân viên khi mà nhân viên làm sai thì là các bạn ấy cũng là mắc cái lỗi lầm đó, thì sai thì sửa thôi, không có sao cả, em không có phạt. Tuy nhiên là khi mà đã sai một lần rồi và đã nhắc một lần rồi mà vẫn để lại lần thứ hai, vẫn bị tiếp, thì cái đó thì mới bị phạt. Còn cái lần đầu tiên khi người ta mắc sai phạm, ai cũng mắc sai phạm hết ạ. Nếu như mình đã có quy định rồi, nếu như mình đã có bar em chuẩn rồi, nếu như mà cái việc đó đã được lặp lại rồi, thì có nghĩa là cái việc đó nó phụ thuộc vào cái ý thức của cái người làm việc, thì dĩ nhiên là sẽ bị phạt. Còn cái việc này là cái việc mà không ai mong muốn, và nó sẽ bị trong cái lúc mình làm, nó sẽ bị ví dụ như các bạn đánh máy đi, các bạn đánh máy cũng sẽ có lúc bị nhầm cái này nhầm cái kia, vì cái đội ngũ nhân viên làm website á, một cái đội nhân viên làm website sẽ khác với lại cái đội ngũ nhân viên mà bán hàng tại đây, đúng không ạ? Hai cái đội ngũ khác nhau, cho nên là khi mà làm thì khớp lại cùng với nhau thì chắc chắn nó sẽ có một vài cái lỗi xảy ra. Thì khi mà cái lỗi xảy ra thì dĩ nhiên là mình có vui hay không thì dĩ nhiên là mình không vui rồi, nhưng mà cũng không thể nào mà, nói chung là làm việc thì phải có tình có lý, đúng không ạ? Cho nên là nó sẽ không ổn nếu như mà mình phạt nhân viên, trừ khi mà nhân viên bị làm mất sản phẩm hay như thế nào đó thì bị phạt thôi, chứ còn cái vấn đề này thì là sẽ phải khắc phục thôi ạ. Bạn nào vừa mới hỏi cái bộ dưỡng làm trắng da thì đây là cái bộ dưỡng của Natural Republic nha mọi người, cái toner và cái sữa dưỡng để làm sáng da nha, làm sáng da nha mọi người, toner này và sữa dưỡng này. Em không biết đọc cái này là Natural Republic hay là đọc là như thế nào nữa. Hay bọn mày sờ trên Google đọc cái hãng Nature này đọc như nào vậy? Không phải là Natural đâu, nó là cái gì á? Nature à? Natural Republic chị ơi. Natural Republic. Em cứ quen miệng ấy, mỗi lần em đọc cái sản phẩm đó em toàn đọc là Natural Republic thôi. Natural Republic. Bộ này à chị, đợi em chút xíu nha, check lại giá cho chị hai bộ này đi.
bên em đang cho tiến hành hôm nay là tiến hành là check lại hết toàn bộ những cái sản phẩm ở trên web Natural Republic. Emotion là 550 rồi. Cái này 650, toner là 650 và cái này là 550. 650 cộng 550 là bao nhiêu hả mấy đứa? Cộng với chị xem nào. Cửa hàng mình ở 14B và 14C Cống Quỳnh nha mọi người. Ok, em chỉ làm cái video này để em thông báo với mọi người là bên em đã sai và bên em sẽ sửa cái đó. 1.200.000 chị ơi. Bạn nào ghi là đại lý Innisfree của chị Mai tại tại thành phố Hồ Chí Minh mong được các bạn ủng hộ kia. Cái này mình không, cái này mình không biết nha. Bạn nào mà nói là đại lý hay như thế nào cái đó thì phải có một cái danh sách list lại nha. Thật ra là bên mình làm ở Innisfree ở Hà Nội cũng khá là lâu rồi nhưng mà mình không biết tên bạn đâu, cho nên là mấy bạn comment thì mình cũng chưa biết như thế nào, cho nên nên là mình cũng chịu thôi ha. Ok, sửa xong cái sản phẩm đó. Này, trả lại em này, hai cái sản phẩm này em ơi. Ok, cảm ơn em. Xong còn một vài cái vị trí bên mình có tuyển dụng ở Hà Nội thì mình còn tuyển dụng nhân viên bán hàng và nhân viên check in book nha mọi người. Ở Hà Nội 382 Đội Cấn mình đang tuyển nhân viên bán hàng và nhân viên check in book tại địa chỉ 14BC Cống Quỳnh, thì hiện tại mình đang cần một vài những cái vị trí như sau. Vị trí đầu tiên là cửa hàng trưởng. Vị trí thứ hai là quản lý cửa hàng, thì mình đang cần hai cái vị trí đó ngay trong thời điểm này. Nếu như mà anh chị em mà có quen biết ai ấy hoặc là bạn bè chơi cùng ấy, thì có thể giới thiệu giùm em apply cái hồ sơ qua cái địa chỉ là 14BC Cống Quỳnh giùm em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ 14BC Cống Quỳnh nha chị. Dạ sorry mọi người, em vừa mới nghe điện thoại thôi ha. Em tắt cái livestream ở đây. Có gì tối em sẽ về hướng dẫn mọi người mấy cái về ra sau ha. Bây giờ em sẽ tập trung làm việc chút xíu ha. Bye bye mọi người.